nó ăn như cái hạm đội vậy đó nha. Ừ, tân bào mà, tân móc mà. Ừ, mở cuộc phạt đó kìa. Tạc rồi cả nhà. Ờ, giới thiệu. Cái này mà tét ở dưới xong cắn mỏi mì thì thôi, uống thêm nước ớt nữa, thứ gì chịu nổi. Ừ. Sao nữa? Ẩm mà. Trời ơi. Em ăn chưa? Không ăn lắm, đừng chơi một tảo nổi. Sao uống vô cay dữ vậy? Cục nữa lại nhâm mất thân tay á. Có nào ớt dầm ớt sừng không? Ê, nước dầm ớt nước sừng không? Như là nước. Người ta uống trà lai, trà bắc, mày kia là xưa quá rồi cả nhà. Dạ, mình uống trà ớt. Mình uống trà ớt nè. À, đội khấu vị. Cô tôi trời ơi. Chết tôi trời ơi. Khổ gì đâu ăn cay được mà vô ngay giường ớt nữa. Tan nát luôn. Hello, xin chào cả nhà nha. Thì giờ đây cả nhà thấy Huy cầm máy quay là cả nhà biết tới công chuyện nữa cả nhà. Đó, thì hôm nay là Huy tranh thủ vô nhà của anh Trường xóm đó cả nhà để Huy thực hiện một cái màn drone. Đó, thì clip anh em làm cũng được mới được 2 clip thôi cả nhà. Thì cũng bị ẩm thực nhưng mà hôm nay thì Huy muốn thay đổi một chút cái không khí cho cái tem nó giống như là sôi nổi rồi giống như là tạo cái tiếng cười cho cả nhà nhiều hơn đó. Thì hôm nay Huy tranh thủ vô đây sớm nha cả nhà để Huy giống như là bày mưu tính kế để thực hiện cái màn drone. Thì hôm nay là nhà ở đây là nhà của anh Trường nha cả nhà. Thì thôi chủ nhà thì mình giống như là mình cho qua cái bàn đầu tiên nha cả nhà. Đó cho qua màn nha. Rồi thì là cả nhà biết Huy chuẩn bị set drone này nha. Đó thì là Huy sẽ chuẩn bị có một màn drone tăng móc. Đó, Huy drone tăng móc nha cả nhà. Thì bây giờ là tăng chưa vô đâu cả nhà. Thì chừng nào Huy điện á tăng mới chạy vô nha. Thì bây giờ á Huy để thực hiện được cái màn drone tăng á cả nhà thì Huy sẽ giống như là phối hợp với anh Trường để cùng thực hiện cái màn drone này cho nó xuất sắc nhất nha cả nhà. Đó thì Tân là cũng Huy hướng dẫn vào làm YouTube á, cũng là anh em với Huy nhưng mà hôm nay thì thôi thằng ai nấy lo nha cả nhà. Đó thì Huy mời cả nhà cùng theo dõi cái màn drone này, nếu có hấp dẫn đó thì cả nhà hãy cho tem của Trường Vlog Cooking một giống như là một đăng ký nè, một like cũng như là một chia sẻ nha cả nhà. Rồi thì bây giờ mình cùng vào phía bên trong để Huy gặp anh Trường và cũng như là bàn bài mưu tính kế thực hiện cái màn drone này nha cả nhà. Rồi trời ơi, cái mặt mới ngu gì cả nhà. Chào cả nhà nha. Đâu rồi. Đó, giờ này thấy em vô một mình là anh biết tới công chuyện ha. Thì bữa nay anh em mình kiếm cái màn drone gì đó, drone thằng tăng móc đi. Để bữa nay drone anh thằng. Bữa nay là dịp ngày cuối năm rồi, cuối năm 2013 mình phải cho nó. Bữa nay mùng 1 hả? 31. Bữa nay 31 cuối năm rồi. Bữa nay mới 31 hả? Đúng rồi. Nghe qua anh tưởng là mùng 1 mẹ rồi. Ủa vậy hả? Trời ơi. Vậy là để mình chơi màn cực khốn nhân dịp cuối năm hả? Đúng rồi, phải cho nó biết cái mùi đắng cay rồi thuốc bắc nhân dịp cuối năm cái nhà. Tính cho nó cuối năm nó xả chết một chút xíu là tính mình kiếm cái gì đó. Mình chơi rồi chơi bịt mắt bóc xít. Căng à, mạng nó hơi căng à. Thì xin chào cả nhà nha, mình mới ngủ dậy hôm thức khuya quá. Đang định nấu nước uống cà phê, giờ đang để coi gia trần xem sao ta. Mình sẽ chơi trò chơi bịt mắt rồi xong rồi đón đồ vật, nhưng mà đón đồ vật này thì nó hơi có mùi chút xíu của chính chị. thì hôm Trường với lại em Huy đã bàn rồi thì bây giờ chơi trò chơi này thì nó hơi có mùi quá, không biết là cuối năm thì nó la không. Bây giờ để chính xác nhất là anh em mình sẽ tính kỹ lại biết được ha. Vậy thì anh em mình hẹn cả nhà cùng đón xem kia tiếp cái màn drone này với anh em mình nha. Đúng rồi. Một á là sẽ chơi trò chơi có mùi. Nhưng mà cái mùi giả tạo nha, chứ không phải cái mùi thiệt nha, cái mùi thiệt là coi như là banh cái nóc nhà luôn á. Còn bây giờ là chủ yếu là mình sẽ nghiên cứu, một là chơi trò chơi đó, hai á là mình sẽ cho em nó ăn một cái món gì đó mà cực thốn để mua cái cuối năm để sang năm nó còn nhớ là cái mùi vị này. Thôi đi mà bữa nay. Bây giờ là cả nhà mình hãy đợi chờ chút xíu nha. Cũng đây mọi người ơi, thì tới công chuyện.
Thì cả nhà thấy nhiều đầy ớt. Cái loại ớt này thì cả nhà biết là nó cay cay mà cay là thật sự là xịt khó lỗ tai luôn á. Thì trước trường cũng có ăn thử rồi nhưng mà nó coi như là vừa cắn vô một cái là hai lỗ tai nó bùng bụng xịt khói đen bụng gì á. Còn cái bây giờ mình sẽ chơi cái trò chơi vậy nè. Mình sẽ tổ chức một cái cuộc thời gian nhưng mà ăn là ăn bánh mì nha mọi người nha. Bánh mì trong đó mình sẽ có bù tạc nè. Rồi có nói chung là có đầy đủ những cái gì kích thích. Nhưng mà uống á là sẽ làm trà đá ớt. Ồ, mọi người đó giờ có thấy ai làm trà đá ớt chưa? Thì bây giờ mình sẽ làm cái trà đá ớt cho giải khát. Đó, để cho em Tân Mốc khi mà ăn vô á, ăn bánh mì vô xong không có ly trà đá kế bên uống ốc vô cái thử coi. Trời ơi, đặc biệt là Tân nó ăn cay giỏi lắm cái nhà. Tân Mốc nó ăn cay không có được. Ủa đừng có khi nào mình trên bàn này nó thở oxy không? Thiệt chứ, nhiều khi mình nghĩ là ăn xong rồi uống cái nữa. Ăn xong rồi uống cái nữa thì mới mệt đó chứ. Thôi bây giờ mình sẽ đi đập ớt này ra. Mình đập chập ra. Để mình đi luộc lên. Mình lấy cái nước ớt đó mình làm trà đá cho nó uống. Thấy ngon không ta? Lúc rồi cả nhà, lúc luôn rồi cả nhà. Thôi bây giờ đi thôi, let's go. Hết vô đó luôn hả? Vậy đây thôi. Cái này không biết xịt lỗ gì nữa. Như đây mọi người ha. Đây bây giờ tôi sẽ đập dập thành ra. Còn cái bỏ vô trong cái nồi nước nấu. Nấu là trà lá của Tân đây. Đây. Nó sạch thiệt á. Nè, quá trời. Rồi ôi rồi, Tân ơi Tân. Thôi giờ mình sẽ lên con giờ lên lấy cái xong. Nấu với nước ớt kìa nè. Cài cái tới tới góc nhà đi. Không ngon bao nhiêu. Bao nhiêu đây trước. Người ta uống trà lai, trà bắc mày kia là xưa quá rồi cả nhà. Dạ, uống trà ớt. Mình uống trà ớt nè. À, đổi khẩu vị. Sao á? Rồi nó đi, thì thằng lại đi trà thịt chứ nha. Cái mạng này lên trường trôi đây em không biết gì. Em có biết gì hết nha. Thực thi là một hồi nữa sẽ tổ chức ra là ăn bánh mì uống trà ớt. Mong anh Tân mà về có xem cái clip này thì đừng có giận anh em nha. Cái này là những cái ý kiến của em Quy đưa ra trước đó 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 đó. Mấy chút nữa không, bây giờ chuẩn bị để đây ha. Nấu cho đó nước ớt nó ra thì là nhiều không. Xong rồi cái bánh mì mình giờ bỏ hết ở trong đó có bù tạc nè, có ớt nè, rồi có thêm cái gì nữa ta, để nghiên cứu em hỏi được những cái gì mà thốn nhất có thể mình nhau vô bỏ bánh mì cho em Tân Mốc móc 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 móc. Cái mùi thì tơi thôi nhé luôn á. Thì giống như là món ăn vớt bọt nữa nè. Ừ, vớt bọt ra cho nước nó trong hiểu không? Trời ơi, trời nó nằm. Hấp thử miếng quen. Cái này không biết cấp mấy nha. Hấp thử không phải là miếng đại. Này trà nha quý chúng chị. Trà nha mọi người. Này trà. Đây đây, mình nó ra mà. Cho nó khử bớt mùi ớt, thấy không? Ấy, sắc luôn nha. Quá trời. Đó, bỏ đây miếng trà cho nó ngồi nó ra màu, màu trà luôn. Để thôi mình lượt lại, lượt cho kỹ lại. Ờ,
Thảo đã rồi đã. Cái hồi nữa mình lượt lại cái nữa. Vậy là dư một ca trà đá rồi. Ừ, trà bắt đầu ra màu nè. Nó sẽ na ná màu trà đúng không? Màu trà luôn. xong rồi quá hợp lý luôn. Cắn vô. Bây giờ đợi nước ớt này nó xong, cái anh em mình sẽ đi mua bánh mì. Hợp lý luôn cả nhà ơi. Ăn một ổ bánh mì có màu tạc cái trọng cay phải kiếm nước uống không cả nhà. Mình sẽ đi mua bánh mì cả nhà ơi. Giờ mình sẽ lên chợ mình mua bánh mì. Mình mua 20 ổ hay là 10 ổ thì chắc mình mua khoảng 12 ổ thôi. Mỗi đứa 6 ổ. Là thử thách là ai ăn hết trước 6 ổ mì có thưởng. Đó, mà 6 ổ mì của em Tân Bóc là đặc biệt hơn. Có cấp cho ca trà đá. Trà đá hết. Thôi giờ lên xe đi ơi. Let's go. Đi. Chị ở chị quét này dưới ha, 2 ổ thôi à, để em về em cho được bạn đồng hành em ăn. Tiếp bù tạc rồi cả nhà. Giới thiệu đây này mà tét ở dưới xong cắn ổ mì thì ơi, uống thêm nước ớt nữa, thứ gì chịu nổi. Rồi, giờ cúp chút leo đi, cái hồi đó làm bánh mì xong đem về nha mọi người nha. Ờ, sao mà ăn sợ thế? Nè, vô tán mì luôn mọi người. Thì khủng không? Đây là của Tân Móc. Cái này là của Tân Móc, có hai ổ bồ tạc. Còn một ca nước ớt đang đợi nha. Đây cả nhà, đây là 6 ổ mì của Tân Móc. Tân ơi, mì đừng có giận anh nha Tân. Em đi mua mì về. Đây là cái son nước ớt hồi nãy nè. Giờ lượt ra, đổ ra lượt ra. Sao mà đổ được? Sao mà đổ được? Trời ơi, nước trà. Thơm đặc luôn cả nhà. Ui, thơm. Thuốc mật gia Tân ơi. Rồi, thanh trà đá ngay. Trà đá chính. Bây giờ đi ra đây. Mà đó là khi mà đó là đây, cái còn quên nữa, làm cái ra để nó biết. Hai cái mặt nó không tao. Màu có ớt nó đục hơn nha. Nhưng mà không, được. Không nghe mùi nha. Nghe mùi trà thơm phức luôn. Ừ. Nếm thử miếng. Ok. Sao? Không hết chưa? Nó đâu rồi? Nó tới. À. Đây, bạn Tân Móc đã tới rồi mọi người ơi. Vỗ tay cho nào. Từ sớm giờ đợi Tân Móc. Mày sớm chào cái nha. Chuẩn bị cuộc thi ăn bánh mì sắp diễn ra đây mọi người ơi. Vô bánh Tân rồi. Vô bánh nữa rồi. Ngon lành luôn. Đó luôn vậy. Để vô gom lại cái anh em mình sẽ vô góc máy quay. Phổ biến à. À, góc đây là quay bao điệp luôn. Cả nhà thấy không? Ở đây là nguyên một cánh đồng ruộng bao la thênh thang mênh mông luôn mọi người. Đó. Rồi, chuẩn bị em quay sắp bánh mì ra nha cả nhà nha. Cái trăng xanh gió mát quá. Ở đây view chị view á, view đẹp. Người bên nha. Rồi, mỗi người một bên. Rồi, mời hai xuống dưới đi.
cho anh. Không, em ngồi đó đi, em ngồi xuống luôn đi, rồi anh sẽ phổ biến luôn tổng thể ha. Quay quay đâu vậy? Nhìn đây á. Sao thấy dĩa bên mày đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai. Quá đẹp trai rồi. Vuốt vuốt rồi, phun nước miếng, phun cái phèo vuốt lên coi. Thật là quái cái chưởng. Thơm phức luôn. Các thí sinh chuẩn bị xong hết chưa? Sẵn sàng. À, Tân Móc thấy bánh mì là Tân Móc chảy nước miếng nhiễu nhão hết trơn nha mọi người nha. Rồi em Quy sao? Ổn định chưa? Thôi thì anh lấy giải thưởng trao cho Tân luôn đi chứ. Vậy luôn hả? Sao kỳ vậy? Nói chung là sáng giờ Tân nghe mà cái vụ mà ăn uống hay giải thưởng là ta không ăn sáng. Giờ 11 giờ rồi. Ok. Chung là bụng cũng đói còn cào đó cái nhà. Thì là cuộc chơi ngày hôm nay là trong đây là mỗi một em như vậy là 6 ổ bánh mì ha. Thì ai ăn hết trước trong vòng hay cho nó 6 ổ mì hả? 6 ổ mì thì nhanh mà ta. Thì bây giờ tính thời gian đi ha. Thì nếu mà 6 ổ mì này 20 phút đi. Tính thời gian là tự do. Tính thời gian chứ, ăn phải dùng lực để ăn chứ. Thì 20 phút đi. Hết rồi. 26 ổ mì này tầm khoảng 15 phút hay 20 phút. 20 phút đi. 20 phút ha. Ồ, khó nuốt lắm. Vậy ha, có nước. Bởi vì có nước. Đây có nước, có chuẩn bị sẵn ca nước luôn. Nhưng mà có dao là lúc nào mới được uống không? Là ai biết muốn ăn uống chừng nào uống à. Đó. Thì trong vòng 20 phút này thì nếu mà hai bạn chơi ăn hết mỗi ai ăn hết trước thì sẽ có một phần thưởng đó là một chút nữa đi rồi hả biết. Phần thưởng. Ta đưa ra phần tiền. Phần thưởng nói đi. Trời ơi cho anh đây. Em ta hăng hái lên. Rồi. Phần thưởng. Phần thưởng bây giờ là một chút nữa là về nhà là sẽ cấp cho anh em 20 ký ớt. Cầm tăng đó ăn ớt nữa bây giờ. Có giá cũng đỡ, cấp 20 ký ớt đem đi bán nữa nha. Ớt này có giá bộ dở ngoài 20 ký đâu, không biết được như 5 sỉ rồi đó. Ừ. Vậy sao? Ừ. Ghé chợ Bình Phú bán luôn. Ừ. Thì bán được đâu. Rồi, giờ nói chứ thì tỷ lệ cuộc chơi ngày hôm nay thì ai ăn hết thì chút nữa sẽ có thưởng. Ở cuối video sẽ có thưởng nha. Bây giờ cái thưởng này cái thưởng bí mật. Đó, thì bây giờ chuẩn bị bấm giờ là anh em ăn sao mà ăn nha. Mà trong cái ổ mì này có ớt hay có cái gì đó thì nhầm khi có thưởng ở trong ổ mì nữa. Hiểu chưa? Không có nhà Tân không cảm cho Tân đi. Tân ăn là Tân phải lấy ớt ra mới được. Tân ăn không có ớt Tân ăn không có được. Gì kỳ vậy? Ừ. Vậy người ta mới đưa ra giải thưởng. Có không, dạch ra một ổ cho nó coi luôn nè. Có ổ có 2-3 lát ớt à. Trời ơi ớt sừng mà 2-3 lát. Vậy thôi chứ đòi gì nữa. Chắc đi xì luôn quá. Vậy nhà có 2-3 lát à. Vậy người ta mới có giải thưởng hấp dẫn chứ. Rồi bây giờ triển khai chưa? Là ăn hết luôn không? Ừ. Bỏ dữ luôn không? Ăn sao ở mày ai có thể có quyền đầu hàng nha. Bỏ giấy bỏ thùng ra nha. Ừ. Đó. Dập tay nhẹ. Có quyền đầu hàng. Thấy gì đâu biết rồi, ổ nào gì ổ nấy thôi. Vì bữa nay là vì giải thưởng mà Tân là bào ớt luôn hả? Chơi luôn. Giữ luôn sao? Giải thưởng theo cái tem này giết ăn ớt cũng dữ lắm mà. Giải thưởng nghe nó cao lắm, tại giấu. Thì đắng đo gì nữa, chơi đi. Rồi, vậy 1, 2, 3, action. 20 phút à? 20 phút, bớt chú cha bạn Quy ăn ngấu nghiến đã nha. Bạn Quy mà làm ăn được cái gì. Trời ơi, coi Tân nè, một phát còn nửa ổ nè. Ok. Nuốt miếng tận. Thấy vậy chứ có lắm rồi cả nhà. Khô thì nó có nước. Có cấp cho mọi người một ca nước luôn. Cái này mà nói chung mà cái gì cũng phải từ từ. Cái này mà mình nâng quá mình nuốt vô nó dướng vô chính giữa thì đang cái view đẹp lắm cả nhà. Bây giờ mình cũng đang cách lậu hơn nhiêu ta, tài số không? Cái cái tầm đó gì? Cái gì? Tổng ra tới ngoài cũng xong rồi. Ở thực sự nó khó uống, có ăn gì luôn nha. Có quyền đầu hàng nha. Cái mì muốn đầu ngon quá à. Chào Bình Phú á. Bình Phú hả? Ừ. Bữa nào anh em mình chắc ra review cái chỗ này luôn quá. Ngon không? Ừ. Ok. Vừa ăn á. Trời bánh mì ta lò à. Người ta nói chấp gì vậy trời. Ừ. Chấp gì vậy? Có giải thưởng ăn chậm chứ hả?
6 ổ 20 khúc. Dạ. Tân nó ăn như cái hạm đội vậy đó nha. Ừ. Tân bào mà, tân móc mà. Ôi mẹ, cuộc phạt quá kìa. Rồi rồi. Ổn mà. Xong rồi. Ừ ơi. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, trời ơi. Đừng chơi một tảo nhỏ. Mệt quá. Ừ, trời ơi. Sao bự xanh như Bồ Tát đâu. Nói ngoài có nhát làm thấy nước mắt nó ra không? Quá trời luôn, nay tao bị tròn, bị tập gì đó nhà. Đây không có ăn. Cái này chắc mình nghi, chắc anh Trường không nghĩ ra, chắc anh nghi anh Quy với nó nè. Anh Quy biết mình ăn cay, anh định Quy ghét nó. Đâu nữa ba, đâu có nhất nè. Hả, đang ăn trong miếng hả? Đâu, đâu, đưa, đưa, đưa cái khúc bồ tàng cho con coi. Ở nhà ơi, trời ơi, còn khúc nữa cả nhà ơi. Sao mà xui dữ vậy, không biết nữa. Thanh lẹ luôn. Nước mắt nước mũi vậy chảy ra luôn rồi. Hả? Rồi, thua rồi. Sao ổn sao hết ta? Ồ, tao ăn mạnh chứ. Tao ăn mạnh chứ bộ. Nó no. No, no. No. Ờ, trời đó vậy mới ăn bù tạc mà dữ vậy á, rồi đó chấm thử một cái hả, nó lại đi review tiệm đó. Sao bóc ngay ở đầu dính ta. Này chắc ăn Quy sắp tiếng quá vậy nè. Nãy ăn Quy sắp bánh mì nè. Mới vô cái lọt luôn, nó điện như đó. Chẳng bao. Hay vậy á, vậy á, cũng dễ thưởng lắm á. Trời, trời ạ. Thôi thì hết bồ tạc đó. Nước cường áo mua sữa tươi uống rồi quá trời rồi. Lỗ mũi sớm để ăn hạt mà lỡ thông luôn, thẻ luôn à. Dành như đó lại. Thử được hai lỗ mũi luôn à. Nó gần lúc rồi. Lời muốn tới não luôn. Trời ơi, rồi mới nước coi. Có gì chưa thua nha. Rồi rồi, mày xong rồi. Hai hàng lại rồi. Sao uống nước đá cho nó cay dữ vậy trời. Thầy ăn bồ tạc uống nước đá cho nó cay gì vậy. Không được nha, hai nè. Hai anh chuẩn bị đi thế đi nha. Nó có gì là cổng ra liền nha ông nội. Vô gì nữa. Dùng nó xuống ao luôn. Gà có mặt không? Ngờ uống 10 chai bia nữa. Trời quá. Gì vậy? Ổn không? Ổn không? Nhưng mà ổn không? Không ổn bỏ cuộc chơi. Trời ổn không vậy? Thấy mặt căng quá mọi người ơi.
Thấy mặt mày, thấy mặt căng quá nè. Gì vậy? Có thuốc chưa, tao bỏ ớt thêm không vậy? Không hả, tự bỏ cho nè. Ai mới ớt mà lấy ngay cái đồ bánh mì luôn đó nhỉ. Dạ tôi có bù tạc không gì ông nội. Ủa thiệt, có bù tạc không phải ăn đó nha. Nam nhớ trời. Chắc hai ổ này chắc có bù tạc nữa quá. Ừ nó cái mỏ rảnh luôn. Ừ cái mỏ vậy. Bữa nay chắc thi mỏ với anh Lê Dương Bảo Lâm mới được. Thật là quản nhà trưởng. Đổng hôi hộp á. Ổng không? Ổng thì bỏ cuộc. Từ từ, thời gian 21 rồi thấy vậy. Nãy giờ mới được 5 phút chứ nhiêu. 10 phút rồi đó. Mười phút rồi đó nha. Mới đề ba cho bốc vô ngổ rồi hết, ăn hết nổ luôn. Ứ ừ luôn. 10 phút rồi đó. Vậy hai thằng đứa lắm. Đúng rồi. Ăn không nổi có quyền xin điều nghỉ chơi. Cũng kịp thời gian thì hai thằng đứa. Thì bây giờ tới thời gian thì ai ăn nhiều hơn người đó thắng. Ồ dạ. Đúng rồi. Này ướt ướt như cái bột lạc nữa quá. Tân là cái gì cay là gì, bữa nay là dữ lắm, bữa nay cũng như là thử thách ăn bột tạc luôn nha. Trời ơi quá trời. Lại thấy ướt mà chịu lấy ra. Con lấy ra sao được. Bữa nay ăn thử thách, ăn cay mà không có miếng gió nữa. Đây có thì lặng im mới đang. Mỗi bữa ăn lẩu người ta cho ù ù ù ù. Xì nước mũi rồi. Hôm nay không có lấy khăn giấy nữa, chùi cho lấy hộp vệ sinh cái quá trời. Thì lấy áo chùi luôn cả nhà ơi. Quên quy tắc rồi. Nội ớt ở nước con ớt nó gì vậy? Ai uống thì mà. Sao uống vô cay dữ vậy? Thật dữ lại lên mất ăn cay á. Có nào ớt dầm ớt sừng không? Ê, nước dầm ớt nước sừng không? Ớt sừng. Trời ơi, khổ gì đâu, ăn cay không được mà vô ngay giường ớt nữa. Tan nát luôn. Tôi dính nữa chắc bệnh luôn quá. Không coi rồi. Sướng. Quỳ ổn thương mấy rồi Quỳ? Hai à. Trời ơi. Mới khen, hồi nãy mới khen tính đi review bà bánh mì rồi chơi chứ chơi con này tan nát luôn. Bột tạc gì cay quá, bột tạc thiệt nè. Hãy khóc đi đừng ngại ngùng. Ờ nó lần chảy nước mũi luôn. Hơn uống rượu xương thạnh nữa. Chút về thổng độ lên luôn. Lên luôn á. Lên chắc luôn á. Thôi mỏi vậy. Cảm thấy sức khỏe không? Ổng là bỏ cuộc nha. Coi đi mà coi. Đi im, ổ này nó im. Đi im à. Khúc giữa. Bồ tạc luôn nằm ở khúc cuối. Hết luôn rồi, nãy nói. Nay vô kèo rồi.
vô hết nổi rồi cả nhà. Cay quá cay. Cái này là mọi người phải trải nghiệm như Tân mới ok như cả nhà. Trời ơi, cảm giác là khó tả lắm. Cái này đúng là lên tới nóng. Tại cái miệng mình cay, nó uống nước vô cay thêm. Có ớt, cay uống vô cay. Uống vô là nó nồng đi rồi. Hồi nãy ông giao người ăn, ai ăn cuối cùng đó thắng đi tiền giao. Nãy giờ chắc hơn 20 phút quá. Chưa. Đầu tới gì vậy? Hồi đổi ăn lắm 10 phút. Đổi được chơi ăn, ai là người ăn cuối cùng đó thắng đi. 20 phút không kịp đâu. Rồi ai phải bắt buộc ăn ngon. Nó Tân ăn cái dính, ăn dính miếng bồ tạc dễ suy luôn đó nha. Từ cha xanh này để tới giờ chưa từng ăn tới ổ thứ hai luôn đó nha. Người là gần hết hai ổ luôn à. Tôi nghĩa tôi có bồ tạc không yên. Ổ luôn coi bộ ngồi ổn định nè. Ngon hả? Coi cái miệng nó táp gần hết nổ luôn cả nhà. Không có bồn lạc đó nha. Không lẽ ai mà đi bỏ cái bồ tạc vô chưa có đống ăn chết anh em sao á. Đó là ít ít vừa phải thôi chứ. Như đó phong mũi má hồng. Ăn mì sướng ngắm cảnh đồng quê. Trời ơi, ngộ thì ra này không có gió luôn ta. Đúng không? Thầy có rồi im lặng luôn rồi. Mà ăn cay mà không có gió nữa. Trời ơi, sức nó hổng hổng. Ướt nhẹp lên. Ướt nhẹp mà nhìn dưới ông. Ướt dưới hả? Gán chắc được 3 ổ. 11 kiếm gì không có thử sách bánh mì nữa nha. Nước muốn dẹo còn cổ luôn. Vậy người ta có nước này không chịu uống. Lại uống nước vô cay cay cũng dội luôn nè. Nước nào cay ta? Nước là bình thường không vậy? Miệng đang cay lắm. Đói vô cay thêm. Không cay đi. Không cay cho hết. Ớt. Bị viêm mũi rồi thông luôn. Ngon. Thua Tân. Cố lên. 15 phút rồi. Lại cho kiến ở đâu mới cũng lại chung vui nữa. Quá trời kiến luôn rồi. Ừ. Ăn cái là thấy bánh mì là chạy rồi. Trà anh ta trà lai đàng hoàng chứ trà gì mà nói gì ớt không nổi. Trà lại đó. Lại con khỉ á. Trà lại cái gì nữa. Giết rồi giết rồi. Ớt cũng đâm, nước cũng đâm ớt bỏ vô nữa. Phản thần. Cho Tân né, Tân hỉ mũi cái con này phát. Bỏ con chưa. Bao nhiêu son mũi vậy nó ra hết trơn luôn. Rồi, 10 được 16 phút rồi đó mọi người ơi.
là tỷ số nãy giờ là đều ngang 16 phút rồi nè. Trang cuối Tân chưa bỏ cuộc, Tân vẫn còn chơi được. Ô tại đó. Đó này chắc chính. Nhụng. Hợp quá. Anh ăn nhụng. Này là mình bóc ổ này mình ăn bỏ đó rồi cả nhà, không có bỏ được bỏ lại. Có bị trong bỏ lại luôn á. 8 cái nữa ổ trời. Gì? 16 phút hả? Ừ, 17 phút rồi. Nè ha. 17 phút rồi cả nhà ơi. Ba phút nữa chắc làm ba ổ luôn á nha. Ừ, ba ổ cuối chắc ba phút nữa xong luôn á. Quy giờ trận cắn rồi. Nó kẹt rút ra luôn á. Mình ăn xong chắc mình đi đâu ta? Tắm xong. Không, mình cái này mình thử sách xong đi, mình ăn xong mình vô mình lần lại giải thưởng cái đi. Cho nó có động lực. Ba phút nữa hết giờ còn một đống nữa đó giải thưởng. Cố lên. Chắc vậy. Nếu vậy tưởng anh em đi bắt xa. Không nhớ. Đi đâu? Nhí. Lành mạnh nổi. Nó mới sao lành mạnh mà chứ làm gì không lành mạnh trời. Đấy. Mà bóng suy nghĩ vậy anh trưởng. Nói chung ở đây là thử thách nào. Không? Ừ. Tự nhiên anh thu em mà em ấy sao được. Vậy mà gọi thu, mình là anh em. Anh em gì, anh em mà anh dám chơi em để một lạc cho em ăn. Ai để? Anh chứ ai? Tụi lá không? Những hai thằng yêu ai để không? Anh biết em ăn cam đường nè, biết rồi nước anh cũng ra mớt cho em nữa. Thôi từ anh vô nào. Mới vô cái rột cái địa với em đi luôn á. Được cái rột rồi, em đi sao chứ sao rồi, hồi nãy em vô sao rồi, em có biết đâu. Em mới chạy vô tới là kêu cầm đồ ra kê đồ ăn Tăng ơi, có biết cái gì đâu. Giật tím người. Giật người. Thu ngàn trong sắp trả. Có ớt trời. Đó là chắc mua nhà trường. Ớt trong bánh mì bột lạc ra. Hồi nay giờ đi ở khu vực này có ai bán bánh mì mà bỏ bột lạc không? Có ai bán bánh mì mà có bột lạc không? Phải không? Ở trên thành phố thì người ta mới đủ rồi. Còn ở dưới quê mình có ai bán bánh mì mà trong cái xe bánh mì có cái tiếp bột lạc đâu? Ý là nói anh mua ở chợ vậy hả? Cái này không phải, cái này anh đi mua nè, anh mua về nè, anh chọc em nè. Chọc gì quá anh bỏ ớt vô cho cay chạy. Anh ăn cay được. Đâu? Em ăn cay có được đâu. Chạy nước mũi nó mà ăn cay. Ngọt rõ tức. Nữa hả? Nè. Có trời vô thế là buộc luôn à. Ăn bánh mì. Ăn bánh mì đã khô à. Nước thì đâm ớt bỏ vô. Còn gì nữa? Ớt đâm nước bỏ vô à. Có đâu bạn. Hồi nãy em chưa hay mà không ăn em uống vô là em dính rồi, em biết rồi. Mà em tưởng hồi nãy giờ em ăn bột lạc. Nhiều quá em uống vô cay. Nãy em phát hiện rồi. Em thấy uống kỳ rồi. Làm thì... Ừ.
Đâu, ổn không, ổn không? Tần cho chưa ngọ luôn. Cái này ăn ăn phải thắng anh nè, tại vì anh dám cho chơi em. Thôi hết thời gian rồi nè. Đó. Cho thêm thời gian chút nữa. Ừ. Rồi cho thêm 10 phút nữa đi. Cho thêm 10 phút nữa. 5 phút nữa. Thua rồi, thua nữa rồi. Hết rồi. Anh thua rồi. Nấu gì nữa trời. 20 phút rồi, 20 phút. Không có cho chứ gì chứ. Không cho luôn không? Cho. Cho là mình phải đồng ý hết. Ờ. Thì là, bây giờ là Quy thua đúng không? Quy chịu thua. À. Thua hai người luôn chứ. Thua vậy tâm đi rồi thua vậy. Nó ăn cho hết đi, bỏ lãng phí. Biết dám chọt. Trên ca nước bằng ớt không mà cũng cầm hoài ha. Ớt luôn. Trong đây hình như có, để kể cho, trong đây hình như có nửa ký ớt à. Trà, trà ớt. Tao nghĩ cái muỗng cái nữa coi nha. Quá. Tao quá. Trời ơi, bao. Trời ơi. Chơi gì thua vậy ấy. Trời ơi. Một dân dân à, có chung nợ nỗi sơ hòa. Tài hẳn với anh không? Cái con ta đi lên ông nội thôi, người ta chứ. Ta hết trời tước còn ta ra lấy cây ta gõ anh đầu vậy. Lại 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 lại. Dựng dựng lúa cho ta. Rồi quý. Dựng lúa lên, dựng lúa lên, dựng lúa lên. Quậy ổ đó rồi. Quậy ổ đó rồi có chuyện á. Thua cuộc bị chơi đó hả? Rồi. Rồi. Rồi cả nhà ơi, chửi chết cả nhà ơi, nông dân ta chửi chết luôn. Thế nào, ta cũng phải cho một vố này. Vậy đây còn gì nữa. Trời ơi, mẹ 2 tỷ. 2 tỷ. Mày tỉnh tú giả luôn à. Ôm nó cái. Quá mất ngờ. Sao mất ngờ. Tại cái gì hả? Vô đây, vô vô trong nhà đưa ông bà ăn ngổ cái dính ngổ thì mọi bồ tạc cái tới câu chuyện. Vậy là bữa nay anh em mình trôn không được thành công mấy rồi. Vậy là quá thành công rồi. Bởi vì nãy anh nặng hết nguyên chai đó luôn. Thôi hết nguyên chai chết đó luôn á. Chạy nước mắt đi toàn hiểu. Ăn hết nguyên chai là chết đó, vậy là tạch tạch luôn á. Tao có cần kêu xe không Tân? Kêu xe. À, để anh thú tội với em nha. Để anh thú tội với em trong cái cuộc chiến này. Để anh thú tội với em. Cái gì? À, những cái trò chơi này là do Quy bày đầu ra cho anh. Em nói cái gầu gì mà em nói, chỉ có Quy anh biết em ăn cay không được thôi. À, ớt à, ớt này như trong cái ca nước đó có 1 ký ớt à, nấu thành nước. Trời ơi, thứ nào chịu nổi. Đó, ăn chiến thắng này cũng có ngon lành gì đâu. Vậy đây nè. Quá tệ, tàn nhẫn với đang rồi. Thôi giờ mình gửi lời chào bye bye tạm biệt khán giả đi. Rồi phục thù đây, thù đây, phục không? Có cần phục thù không? Phải phục thù chứ cả nhà. Ừ, phải phục thù chứ. Phục thù thôi. Rồi ok. Xin chào anh, chào mọi người đó mọi người. Tân nó nói là sẽ phục thù đó. Đến là đón. Đến là đón hả? Đến là đón Tân.